8 tháng 5, đông đảo đồng bào Việt Nam từ khắp nơi quy tụ trước Place des Nations, tức là công trường Liên Hiệp Quốc tại thành phố Geneva của Thụy Sĩ, biểu tình kêu gọi Hà Nội tôn trọng dân chủ nhân quyền nhân dịp lần đầu tiên Việt Nam tham gia kiểm điểm nhân quyền định kỳ tại Liên Hiệp Quốc. Trà My tường trình. Từ 7 giờ rưỡi sáng nay 8 tháng 5 năm 2009 theo giờ Thụy Sĩ, hàng trăm người Việt tại hải ngoại từ các nơi như Hoa Kỳ, châu Âu, châu Úc đã có mặt đông đủ trước trụ sở công trường Liên Hiệp Quốc, nơi phái đoàn Hà Nội sẽ hiện diện để báo cáo nhân quyền trong buổi kiểm điểm nhân quyền định kỳ đầu tiên mà Việt Nam tham gia với quốc tế. Lúc 1 giờ rưỡi chiều, tức một tiếng đồng hồ trước khi buổi báo cáo của Việt Nam chính thức diễn ra, ông Võ Văn Ái thuộc Ủy ban Bảo vệ quyền làm người Việt Nam, đại diện ban tổ chức cuộc biểu tình, mô tả với chúng tôi về không khí cuộc biểu tình. Tất cả đồng bào về tham dự từ Úc, từ Hoa Kỳ, từ Tây Âu và Bắc Âu, khoảng 500 người và 36 hội đoàn tổ chức đảng phái và tôn giáo. Thì họ bắt đầu có mặt từ đây từ lúc 7 giờ rưỡi sáng cho đến bây giờ là đã tới gần 2 giờ trưa mà đồng bào vẫn còn đông, cờ rất là nhiều. Tất cả các phái đoàn chính phủ, kể cả phái đoàn Hà Nội, trước khi vào Điện Quốc Liên đều phải đi ngang cái công trường Liên Hợp Quốc và đã thấy rất nhiều biểu ngữ, rất nhiều cờ vàng ba sọc đỏ. Chút nữa 2 giờ rưỡi thì phái đoàn Hà Nội sẽ phúc trình, chúng tôi sẽ trở lại Liên Hợp Quốc để theo dõi cái cuộc phúc trình này. Cuộc biểu tình này theo dự trù chúng tôi bắt đầu từ 8 giờ sáng cho tới 5 giờ rưỡi chiều, là bởi vì phái đoàn Hà Nội sẽ phúc trình từ 2 giờ rưỡi tới 5 giờ rưỡi chiều nay, không phải là phúc trình suốt 3 giờ đồng hồ đâu, nhưng mà sau cái lời phúc trình của phái đoàn Hà Nội thì tất cả các quốc gia thành viên có mặt đó sẽ chất vấn hay là khuyến thỉnh về vấn đề nhân quyền tại Việt Nam. Chính vì lý do đó mà chúng tôi ở lại đây cho đến khi chấm dứt cái cuộc phúc trình ở trong Điện Quốc Liên. Trong số các nhân vật quốc tế đến đây để theo dõi buổi báo cáo nhân quyền của Việt Nam có thượng nghị sĩ Baduka từ Ý. Trước khi buổi báo cáo bắt đầu, ông đã có mặt trong cuộc biểu tình này và phát biểu trước hàng trăm đồng bào người Việt hải ngoại cổ suý cho nhân quyền Việt Nam. Ông nói: The UPR will start in the afternoon in an hour, and so I need to speak to some diplomats to remind them of what has happened. Rằng buổi báo cáo nhân quyền của Việt Nam sẽ bắt đầu trong một tiếng nữa, và tôi cần phải nói chuyện với một số nhà ngoại giao quốc tế để nhắc nhở họ về thực trạng nhân quyền tại Việt Nam. Chúng tôi sẽ chuyển kết quả của buổi kiểm điểm này đến Quốc hội châu Âu để thúc đẩy Ủy ban châu Âu phải lưu tâm đến những vi phạm nhân quyền của Hà Nội trước khi đặt bút ký kết bất cứ thỏa thuận hợp tác kinh tế thương mại nào với Việt Nam. Ông Võ Văn Ái cho biết, một số chính khách các nước không tham dự được buổi báo cáo này cũng đã gửi thư bày tỏ sự ủng hộ công cuộc vận động kêu gọi Việt Nam phải tôn trọng nhân quyền. Chúng tôi có được 8 cái thông điệp gửi tới hậu thuẫn cho cái cuộc biểu tình của người Việt hôm nay. Đó là bà McGuire, là giải Nobel Hòa Bình, dân biểu Hoa Kỳ Chris Smith, bà Loretta Sanchez, ông Ed Royce, ông thượng nghị sĩ về nhân quyền của Quốc hội Anh, và dân biểu Pháp. Tất cả chúng tôi có được 8 cái thông điệp, và 8 thông điệp đó đều tố cáo cái sự vi phạm nhân quyền của nhà cầm quyền Hà Nội và hoan nghênh cái cuộc biểu tình của người Việt năm châu đã gặp gỡ trước Điện Quốc Liên. Dạ vâng, thưa bây giờ ông vui lòng cho chúng tôi được thưa chuyện với một vài người biểu tình đang có mặt tại đó ạ. Dạ, thì tôi thấy bên cạnh đây có một chị hội phụ nữ tự do ở Đức Quốc đang đây để mà tham dự biểu tình từ hồi sáng sớm. Dạ thưa, cảm ơn ông. Alo, tôi là Thạnh Lộc ạ. Tôi đi từ Đức qua bên này mất 7 tiếng đồng hồ để dự biểu tình trên Liên Hiệp Quốc để ý những vấn đề nhân quyền cho Việt Nam. Bên Đức chúng tôi những phái đoàn đi vừa xe buýt vừa xe nhỏ cũng là vào khoảng 90 người. Vâng ạ. Dạ. Thưa bây giờ dạ, bà có thể cho chúng tôi được hỏi thăm những người kế cận bên đó được không ạ? Thưa, đây bây giờ đang mưa lớn nhưng mà chúng còn đông lắm, để tôi xin chuyển telephone lại. Dạ vâng, tôi là luật sư Nguyễn Thành ạ. Chúng tôi đến Geneva hôm nay bên tư cách đại diện cho Ủy ban người Việt tị nạn hải ngoại về vấn đề lãnh hải của Việt Nam. Và chúng tôi đã mang đến đây một cái biểu ngữ rất là vĩ đại, dài 44 feet, chiều rộng 4 feet, để mà ủng hộ cái lời kêu gọi của Đại lão Hòa thượng Thích Quảng Độ, đặc biệt là yêu cầu Đảng Cộng sản Việt Nam phải chấm dứt ngay cái việc cho khai thác bauxit, và thứ ba là yêu cầu Việt Nam phải nộp cái hồ sơ cho Ủy ban Luật biển Quốc tế trước ngày 13 tháng 5 theo đúng luật biển. Chúng tôi hết sức là vui mừng cuộc biểu tình ngày hôm nay, phải nói là hết sức thành công, rất là đông đảo. Dạ thưa luật sư,
theo chỗ ông ghi nhận thì ở đó hiện bây giờ hiện diện khoảng chừng bao nhiêu người biểu tình ạ? Trước cái điện quốc Liên Hiệp Quốc này từ sáng đến chiều này tôi ước tính vào đến khoảng 700 đồng bào. Và cái vui mừng là các tôn giáo đứng lại với nhau, các đoàn thể đứng lại với nhau làm một cầu rồi đi tuần hành với các cái biểu ngữ cờ vàng rực trời trước cái điện quốc Liên để một cái khí thế đòi hỏi vấn đề nhân quyền Việt Nam. Dạ, cảm ơn luật sư rất nhiều. Dạ, xin kính chào ạ. Phương Sa mặc dù hơn nửa phần trái đất, Bảo Khánh đến đây trong cái buổi biểu tình tại Geneva này. Và Bảo Khánh rất là xúc động trước cái cuộc biểu tình ngày hôm nay. Và cái ước vọng là lúc nào cũng muốn cho Cầm Mau sớm có tự do nhân quyền cho quê hương Việt Nam. Dạ, thưa chị vui lòng cho biết là bà con đến đây mang theo những cái thông điệp gì, những cái biểu ngữ gì và họ có những cái khẩu hiệu như thế nào ạ? Tất cả những điều đều là tự do dân chủ nhân quyền cho Việt Nam. Dạ, tôi là thầy Giác Đẳng đến từ thành phố Houston, Texas, Hoa Kỳ. Dạ, và cái thông điệp mà thầy mang đến ngày hôm nay trong cuộc biểu tình này là gì ạ? Chúng tôi mong tất cả mọi người lưu tâm một điều rằng cho dù chúng ta đang sống trong một thế giới đang bị chi phối bởi rất nhiều vấn đề như là kinh tế, như là đại dịch cúm heo chẳng hạn. Nhưng mà chúng ta đừng quên rằng có một đại khối đồng bào Việt Nam của chúng ta đang thiếu thốn tự do, đang thiếu thốn nhân quyền. Và chúng ta phải tiếp tục với công việc vận động cho dân chủ và nhân quyền ở Việt Nam. Dạ vâng, thưa thầy vui lòng cho biết là ngay giữa cái cuộc biểu tình này thì thầy có cảm nghĩ như thế nào? Chúng tôi đặc biệt rất là cảm kích cái sự hiện diện của một số rất lớn những đồng bào đến từ Úc Châu, từ Hoa Kỳ, từ Âu Châu, từ Đức, Hà Lan và nhiều quốc gia đến đây. Có những người đến đây một mình nhưng mà cũng đến cùng tham dự, đó là điều mà chúng tôi rất là cảm kích. Chúng tôi cũng nhận ra ở tại đây, ở trong cái công trường này mình có nhiều nhóm người, nhiều tổ chức, kể cả những nhóm người Campuchia. Diễn tiến và nội dung của buổi kiểm điểm nhân quyền định kỳ bên trong trụ sở công trường Liên Hiệp Quốc ở Geneva, Thụy Sĩ sẽ được chúng tôi gửi đến quý vị trong thời gian sớm nhất. Mời quý vị đón theo dõi.